you, Ollie. Và trở lại với anh Ollie. Thank you, ladies. It's time to get on with the competition. Trở lại với cuộc thi, chúng tôi sẽ công bố danh sách 7 thí sinh cuối cùng. To the final 7 who are then going to go head to head. Now I have the magic envelope here, courtesy. Lúc này trong tay tôi lại là tấm phong bì từ đại diện của Ernst & Young, một trong những tập đoàn kiểm toán bảo hiểm tư vấn hàng đầu thế giới. Bây giờ thì tôi sẽ mở phong bì đây. Okay, the final seven in no particular order. First we have India. Người đầu tiên là Hoa hậu Ấn Độ Nicole Faira. Venezuela. Wow, Venezuela. Ecuador. Hoa hậu Ecuador. South Africa. Hoa hậu Nam Phi. Puerto Rico. Hoa hậu Puerto Rico. Thailand. Hoa hậu Thái Lan. And finally, Japan. Và cuối cùng là Hoa hậu Nhật Bản. And there you have it, ladies and gentlemen. Như vậy là chúng ta đã có 7 người sẽ lọt vào vòng chung kết cuộc thi hội trái đất năm nay. Và một trong số 7 cô gái xinh đẹp này sẽ trở thành hoa hậu trái đất của năm nay. Số phận của họ sẽ được quyết định khi họ đối mặt với những câu hỏi cuối cùng. Và chúng tôi không muốn các thí sinh quá căng thẳng, nhưng biết sao được, áp lực luôn là một phần tạo nên cuộc thi. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu người thắng cuộc đêm nay sẽ nhận được phần thưởng gì. Hoa hậu trái đất 2010 sẽ được miễn phí đi lại với bất cứ thành phố nào có đường bay của hãng hàng không Korean Air. Hoa hậu sẽ được bay hạng ghế thương gia với những dịch vụ hạng nhất. Chiếc vương miện hoa hậu trái đất có giá trị 20.000 đô la Mỹ được chế tác bởi bà Ramona Ha. Làm từ đá quý có nguồn gốc ở nhiều quốc gia trên thế giới, chiếc vương miện trở thành biểu tượng của thời trang, của hạnh phúc và hành tinh. Và đây sẽ là một phần rất thú vị, đó là phần thi ứng xử. Hãy lắng nghe thật kỹ, tôi có 7 câu hỏi ở đây. Khi tôi gọi đến tên ai thì xin mời lên và bạn sẽ có 40 giây để trả lời. Nếu cần sẽ có phiên dịch cho bạn và đồng hồ sẽ dừng trong thời gian dịch lại câu trả lời. The clock will stop while the interpreter translates. Then you will have your turn to answer. 40 seconds. After 30 seconds, you'll hear this chime. Và sau 30 giây thì bạn sẽ nghe thấy âm thanh này. That's your warning. Có nghĩa là lúc đó bạn chỉ còn 10 giây để đưa ra lời kết. Giờ phút quan trọng nhất là đây, hãy làm tất cả để chứng tỏ cho chúng tôi tại sao bạn lại xứng đáng với danh hiệu hậu trái đất năm nay. Over the last few years, not only did they nail these questions, they went on to be crowned Miss Earth. And everything that comes with it. So, are we ready? Are we okay? Tất cả rõ rồi okay, chứ. First up, India. Vâng, đầu tiên xin mời Hoa hậu Ấn Độ. You could select a question from the box. Bạn có thể chọn câu trả lời, and hand câu it to hỏi. Me. Thank you. The question is from Miss Earth 2002. Which has more significance to your life right now, a sunrise or a sunset? Câu hỏi dành cho Hoa hậu Ấn Độ đó là điều gì quan trọng hơn đối với bạn, hoàng hôn hay là bình minh? Which has more significance to my life right now, sunrise or sunset? Well, I'll have to pick sunrise. Chắc chắn tôi sẽ chọn hoàng hôn. Tôi sẽ chọn bình minh. Bởi vì khi nhìn đến bình minh thì người ta nghĩ rằng người ta sẽ có cả một ngày mới để có thể làm được rất nhiều việc. Và trong ngày đó thì bạn sẽ có 24 tiếng để tạo nên những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống. Và trước khi mà bình minh tiếp theo đến thì bạn sẽ có thể làm được nhiều việc hơn. Càng có nhiều thời gian, bạn sẽ càng làm được nhiều việc tốt. Xin cảm ơn. Tiếp theo sẽ là màn trả lời của hậu Venezuela. Hello. Okay, the question is from Miss Earth 2008. If you had a chance
to talk to US President Barack Obama about the state of our global environment, what would you tell him? Câu hỏi dành cho bạn là nếu bạn có cơ hội để nói chuyện với Tổng thống Mỹ Barack Obama về một vấn đề về tình trạng môi trường thế giới thì bạn sẽ nói gì với ông ta? De medio ambiente ahora, ¿qué le dirías? Xin chào Vietnam. Le diría a él y a cualquier persona en el mundo que tenemos que unirnos para poder así contribuir con las cosas ambientales que hoy en día nos afectan. I would like to say to the US president that in the world today, not only us, not only the US president, but I would like to say to all the people all over the world that we have to take care of the environment. Chắc chắn tôi sẽ nói với không phải chỉ riêng Tổng thống Mỹ mà là tất cả mọi người trên hành tinh này rằng chúng ta cần phải bảo vệ môi trường. Và chắc chắn là tất cả mọi người sẽ cùng với nhau để làm được điều tốt đẹp. Thank you, Venezuela. Okay, xin cảm ơn phần trả lời của hậu Venezuela và sau đây là màn trả lời của hậu Ecuador. The question is from Miss Earth 2005. If you are to save only one of the two elements of Mother Nature, water or air, nếu bạn được lựa chọn cứu một trong hai nhân tố của thế giới, của trái đất là nước, đối với tôi thì cả nước và không khí đều rất quan trọng. Tuy nhiên tôi sẽ lựa chọn nước để cứu, bởi vì nguồn nước sẽ là nền tảng để con cháu chúng ta cho những thế hệ tương lai có thể phát triển. Và tôi tin rằng với nguồn nước chúng ta có thể làm nên được nhiều điều tốt đẹp. Hãy bảo vệ nguồn nước. South Africa. Xin mời Hoa hậu Nam Phi. This is from Miss Earth 2004. On a quiet night, you can hear the sounds of nature talking to you. What do you think's the message and what would you like? Trong một đêm yên tĩnh, bạn có thể nghe được lời nói của mẹ trái đất. Theo bạn thì bạn sẽ nghe được lời nhắn nhủ gì? I will just tell it back that I will look after it, I will conserve it, I will make sure that I teach young kids because they are our future to take care of our Mother Earth, to plant trees, to continue. Tôi tin rằng trong một đêm tĩnh lặng tôi sẽ nghe được những âm thanh hỗn loạn, nhưng chắc chắn trong đó sẽ có một thông điệp nào đó mà mẹ trái đất gửi đến chúng ta. Đó sẽ là những âm thanh, những sự kêu cứu của nhiều yếu tố trong trái đất. Và tôi sẽ nói với tất cả mọi người rằng chúng ta cần phải làm nhiều việc để có thể giúp đỡ được trái đất có thể tốt đẹp hơn, để có thể bảo vệ được môi trường. Xin cảm ơn Hoa hậu. Và bây giờ là hậu Puerto Rico. Could we have an interpreter please for Puerto Rico? Because I can't do it. Chúng ta sẽ cần một phiên dịch cho hậu Puerto Rico. Anybody at all? Does anybody know Spanish in the audience? Có thể trong khán giả sẽ có ai đó biết tiếng Tây Ban Nha. Okay, 50-50 chance that we have an interpreter coming up. Okay. Thôi chúng ta sẽ cùng chờ đợi cơ hội 50-50. Fingers crossed, everybody. From Miss Earth 2007. How would you describe the beauty of Mother Nature to a blind child? Bạn sẽ mô tả vẻ đẹp của mẹ trái đất như thế nào đối với một em bé bị mù? Muy buenas noches, xin chào Vietnam. Primero que todo, quisiera que todos en este estadio cerraran sus ojos y sintieran lo que ese niño está pasando para poder explicarles cómo se lo describiría. Firstly, I would like to see you close your eyes, closing your eyes, and then I would describe the nature to you. Đầu tiên thì tôi muốn là tất cả các bạn hãy nhắm mắt lại và tôi sẽ miêu tả thiên nhiên với các bạn. El viento para que sintieran su piel, la energía del viento, lo duro de la roca para que supiera cómo se siente la madre tierra. Sí, chao. I will tell the child to touch the water. Tôi sẽ bảo em bé đó hãy sờ vào nước và để em có thể cảm nhận được cái mềm mại của nó. Đồng thời là sự tinh khiết.
Và sau đó thì bảo em chạm vào đất để có thể cảm nhận được sự rắn giỏi của nó. Và sau đó thì tôi tin rằng em ấy sẽ cảm nhận được mình cần phải bảo vệ môi trường như thế nào. Okay, up next, Thailand. Hello. Và bây giờ là Hoa hậu Thái Lan. She was like, can you please speak slower, Ollie? Okay, Miss Earth from 2006. Câu hỏi của hậu trái đất 2006. What kind of effort must the country's government exert to stop global warming? Một chính phủ sẽ làm thế nào để dừng lại hiện tượng nóng lên của trái đất? Đối với tôi, quan trọng nhất là phải giáo dục. Especially for the children, because, đặc biệt là giáo dục cho trẻ em, bởi vì mỗi em nhỏ đều có tâm hồn như một trang giấy trắng, và bất kỳ cái gì chúng ta nói với các em khi các em còn nhỏ thì khi lớn lên nó sẽ ảnh hưởng đến hành động của các em. Vì thế tôi mong muốn là các chính phủ sẽ tạo nên một môn học mang tên là môi trường để giúp cho các em có thể hiểu biết được những kiến thức đó ngay trong trường học. Vâng, xin cảm ơn Hoa hậu Thái Lan. Và cuối cùng, đó là Hoa hậu Nhật Bản. Hello, what did I do? Nothing. But you didn't know that I am an interpreter for tonight? Really? Và bây giờ thì nữ ca sĩ Mary Digby đã trở thành một người phiên dịch. The final question is from Miss Earth 2003. At the end of each rainbow, so the saying goes, is a pot of gold. As a woman of the earth, instead of a pot of gold, what else would you rather find at the end of a rainbow? Nếu như ở phía cuối cầu vồng có một mục đích quan trọng nhất, có thể coi là một báu vật, thì nếu như bạn là người chiến thắng, bạn cho rằng Hoa hậu trái đất 2010 sẽ tìm thấy báu vật gì ở phía cuối cầu vồng? I must say it's a beautiful answer for her. Instead of a pot of gold, what she likes to see as Miss Earth is to see smiling faces of children. She's had a lot of. Và thay vì muốn tìm thấy một báu vật ở phía cuối cầu vồng, thì Hoa hậu Thái Lan muốn nhìn thấy một nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ. Và đối với cô ấy thì đó là điều quan trọng nhất. A little bit of a surprise. So there we have it. Our candidates have now answered. Let's be honest. Như vậy là chúng ta đã vừa được chứng kiến những câu trả lời rất xuất sắc của các hoa hậu lọt vào chung kết. Và bây giờ nhiệm vụ sẽ là thuộc về ban giám khảo, một nhiệm vụ rất khó khăn để chọn ra ai sẽ là người giành chiến thắng trong cuộc thi hậu trái đất năm nay. Nhưng trong lúc chờ đợi, chúng ta sẽ cùng xem trong những ngày vừa qua thì các thí sinh của chúng ta đã được trải nghiệm những gì ở Nha Trang.